Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2411, chuẩn bị ra tay thôi. Mọi người đoán Dược Đường mất bao nhiêu thời gian mới có thể thông qua tầng thứ hai? Tầng thứ nhất đã phải tốn mất thời gian 3 ngày rồi, tầng thứ hai ít nhất cũng phải 5 ngày đi. Tôi thấy 5 ngày còn ít, cũng có thể tới 6-7 ngày đấy. Nghe mấy vị trưởng lão nói chuyện, đôi mày thanh tú của Mộ Thanh nhíu chặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc đầu cô ấy thông qua tầng thứ hai chỉ mất 2 ngày, độ khó dường như tăng lên gấp đôi. Mà Đường Tuấn qua tầng thứ nhất mất tới 3 ngày, tầng thứ hai quả thực có khả năng mất tới 6 ngày. Anh Dược. Mộ Thanh nhìn tháp luyện hồn như ngọc lưu ly, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong tầng thứ hai của tháp luyện hồn, Đường Tuấn nhìn đường nét không ngừng biến hóa. Trên mặt lại lộ ra ý cười, quả thực là khó hơn tầng thứ nhất. Nếu như mình lĩnh ngộ một cách thức ở tầng thứ nhất, có lẽ thực sự phải tốn gấp đôi thời gian. 10 cách thức ở tầng thứ nhất giúp anh gầy dựng nền tảng, cách thức phân tích tầng thứ hai cũng tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày, tầng thứ hai của tháp luyện hồn lại phát ra hào quang. Cái gì, chỉ mất 2 ngày đã thông qua tầng thứ hai? Ngoài tháp luyện hồn, mấy vị trưởng lão và ông lão đan thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành tích này tuy rằng kém xa Mộ Thanh, nhưng đã vượt xa đám người Nguyên Vĩnh Phát. Trong lòng bọn họ rất mơ hồ, tại sao thời gian Đường Tuấn vượt qua tầng thứ hai lại ít hơn tầng thứ nhất. Tin tức này cùng truyền tới nhà họ Nguyên và thần triều Chu Tước, cũng dậy nên sự kinh ngạc không nhỏ. Nhưng Nguyên Bằng và thần đế cũng không để tâm, dù sao biểu hiện của Đường Tuấn ở tầng thứ nhất cũng quá kém. Xem như còn chút bản lĩnh. Ông lão đan thanh đánh giá trong lòng, nói. Vỏn vẹn một ngày sau, tầng thứ ba của tháp luyện hồn lại tỏa hào quang. Điều này đại biểu Đường Tuấn thông qua tầng thứ ba, đi lên tầng thứ tư. Lúc này, các trưởng lão và ông lão đan thanh bên ngoài tháp luyện hồn đều không bình tĩnh nổi nữa. Một ngày thông qua tầng thứ ba, như vậy đã phá vỡ kỷ lục lúc đó của Mộ Thanh. Cùng lúc ông lão đan thanh đang khiếp sợ trong lòng, trước tiên phong tỏa tin tức này, cấm các trưởng lão truyền tin. Tốc độ này quả là đáng sợ. Ông lão đan thanh nhìn về tháp luyện hồn, trong lòng chợt kỳ vọng, có lẽ cậu ta thực sự có thể lên tầng thứ bảy. Nửa ngày sau, Đường Tuấn đi lên tầng thứ năm. Thế này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong lòng ông lão đan thanh tràn đầy nghi ngờ, tháp luyện hồn dễ lên từ bao giờ thế? Mà cũng vào lúc ấy, tại một nơi cách cung điện trên đảo của Độc Cô Cung ngàn dặm. Không gian vô cùng ổn định bị rạch một lỗ hổng. Từ trong đó có mười mấy tu hành giả khoác áo choàng đen bước ra. Từng tu hành giả đạp lên không trung, khí tức họ tản ra khiến không gian lay động từng đợt sóng. Dẫn đầu những người mặc áo choàng đen này, chính là một tu hành giả cao lớn đeo mặt nạ đầu trâu. Chuẩn bị ra tay thôi, mặt nạ đầu trâu nói. Vâng, đặc sứ, phần đông những người khoác áo choàng đen đáp lời. Ông lão đan thanh bên ngoài tháp luyện hồn nhướng mày. Đột nhiên nhìn về phía sảnh ngoài Độc Cô Cung, muốn ra tay sao? Ông ta nhìn sang mấy vị trưởng lão nói, theo tôi ra ngoài ứng chiến. Chương 2412, mười mấy cao thủ động hư cảnh. Lại nói với Mộ Thanh, con canh giữ ở đây, đợi cậu ta ra. Nói xong, ông lão đan thanh dẫm mấy vị trưởng lão rời đi. Lão quỷ đan thanh, giao tháp luyện hồn ra đây. Một âm thanh vang lên ở trong không trung phía trên Độc Cô Cung. Trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều bị kinh động, lần lượt ngẩng đầu nhìn mười mấy bóng dáng khoác áo choàng đen và người đeo mặt nạ đầu trâu. Mười mấy cao thủ động hư cảnh. Trang phục này là người của thần đình. Sắc mặt của trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều nhất loạt biến đổi. Huyền Linh, cuối cùng ông cũng phải ra tay rồi. Ông lão đan thanh dẫn theo nhiều trưởng lão sảnh trong sảnh ngoài xuất hiện. Người hai bên giằng co. Sắc mặt của ông lão đan thanh nặng nề cứng nhắc, cái người đeo mặt nạ đầu trâu này tên là Huyền Linh, coi như là người phụ trách tinh vực Chu Tước của thần đình, tu vi đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh, còn mạnh hơn ông ta một chút. Giao tháp luyện hồn ra đây thì tha cho Độc Cô Cung của ông. Huyền Linh thấp giọng nói. Mơ tưởng, ông lão đan thanh cự tuyệt ngay lập tức. Ông ta biết thứ Huyền Linh muốn không phải là tháp luyện hồn, mà là chìa khóa mở ra bí tàng của Chu Tước thần quân cất trong tầng thứ 7 của tháp luyện hồn. Tháp luyện hồn là một trong những thần binh quan trọng nhất của Độc Cô Cung, đan thanh tuyệt nhiên không thể giao ra. Vậy thì chẳng cần thương lượng gì nữa. Ra tay. Huyền Linh vung tay lên,
mười mấy người khoác áo choàng đen sau lưng ông đều đồng loạt ra tay. Ông lão Đan Thanh và các trưởng lão đều ra tay, gia tăng thêm trận pháp trong Độc Cô Cung, thực lực của bọn họ tăng lên không ít, trong chốc lát cũng không rơi vào thế yếu. Chân mày của ông lão Đan Thanh đột nhiên nhíu lại. Ông ta không thấy Nguyên Bằng trong đám trưởng lão. Huyền Linh cười ha ha, nói, muộn rồi, Nguyên Bằng đã giúp tôi đi lấy tháp luyện hồn rồi. Sắc mặt ông lão Đan Thanh đột nhiên biến đổi, trong lòng trầm xuống. Nếu như là bình thường, cho dù là Nguyên Bằng đi cũng chẳng động được nổi vào tháp luyện hồn, nhưng hôm nay tháp luyện hồn mở ra, một số trận pháp phòng ngự đã yếu đi rất nhiều. Nói không chừng Nguyên Bằng thật sự có thể lấy đi tháp luyện hồn. Ngay lúc này ông ta lại bị Huyền Linh quấn lấy, không cách nào rời đi được. Trong tháp luyện hồn, lúc này Đường Tuấn đã lên đến tầng thứ 6, hơn nữa cũng nắm chắc tương đối các cách thức được cất giữ trong tầng thứ 6. Cùng với việc anh nắm giữ càng nhiều cách thức, trong lòng Đường Tuấn càng không khỏi khiếp sợ, mình học được 10 cách thức ở tầng thứ nhất, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 đều đi sâu vào 10 cách thức này. Nhưng tầng thứ 6 lại dung hòa 10 cách thức này hợp thành một cách thức. Hiện nay hiệu quả tu luyện linh hồn gấp 100 lần so với trước khi vào trong tháp, gấp 10 lần so với sau khi thông qua tầng thứ nhất. Trong lòng Đường Tuấn càng thêm khiếp sợ, hiện nay, chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn, anh có thể giết được hợp thế cảnh sơ kỳ. Sau khi học được cách thức được cất giấu ở tầng thứ 6, lúc này Đường Tuấn mới tiến đến cầu thang lên tầng thứ 7. Nhưng tiếp sau đó, anh giật mình. Cầu thang thông từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 biến mất. Chương 2413 Gỗ Hồn Nguyên. Chúc mừng cậu đạt được khải thần 12 pháp công pháp luyện hồn của bản thần quân, cậu luyện thành công pháp tầng thứ 6 xem như đã nhập môn, có tư cách trở thành học trò ghi danh của Chu Tước thần quân ta. Ngay vào lúc ấy, một âm thanh đột nhiên vang lên trong không gian của tầng thứ 6. Chu Tước thần quân, Đường Tuấn thất thanh nói. Nói như vậy, tháp luyện hồn này chẳng phải là do Chu Tước thần quân để lại hay sao? Kỳ thực tháp luyện hồn chỉ có 6 tầng, nói có 7 tầng là do ta muốn bảo vệ học trò cuối cùng mới cố ý bảo như vậy. Giọng nói của Chu Tước thần quân lại vang lên lần nữa. Trong phút chốc Đường Tuấn hiểu được. Trong ánh mắt của người ngoài, hôm nay anh đi lên tầng thứ 6, không tiến lên tầng thứ 7, đương nhiên không nghĩ tới anh lấy được chìa khóa bí tàng của Chu Tước thần quân và gỗ hồn nguyên. Khải thần 12 pháp chỉ là một trong những công pháp luyện hồn của ta, công pháp cốt yếu ta giữ lại ở trong bí tàng, đi tìm đi. Chu Tước thần quân nói xong, trong không gian tầng thứ 6 có thêm hai thứ khác nhau. Một khúc gỗ lớn bằng bàn tay, còn có một chiếc chìa khóa. Hơi thở mà khúc gỗ tản ra khiến cho linh hồn Đường Tuấn say mê, dường như ngửi lâu khiến cho linh hồn trở nên mạnh hơn. Gỗ hồn nguyên. Ánh mắt Đường Tuấn trở nên nóng rực hơn rất nhiều. Khố gỗ này to bằng nắm tay, chính là gỗ hồn nguyên. Một khố gỗ hồn nguyên to bằng móng tay lập tức có thể bán được giá 500 triệu linh thạch cực phẩm, khối gỗ hồn nguyên trước mắt này còn lớn hơn móng tay gần 100 lần. Nếu như mang khối gỗ hồn nguyên này ra ngoài bán đấu giá, sợ rằng có thể bán ra một cái giá cực kỳ đáng sợ, còn có thể bù đắp được cả dòng họ tu sĩ cảnh giới động hư đỉnh cao. Khố gỗ hồn nguyên này đúng lúc cho cậu tu luyện 12 khải thần pháp, 12 khải thần pháp tổng cộng có 12 tầng. Nếu như cậu có thể luyện đến tầng thứ 12, dựa vào sức mạnh linh hồn sẽ có thể đối kháng cao thủ cấp tôn giả, chẳng qua tu luyện 12 khải thần pháp quá khó, cho dù là tôi cũng chỉ luyện tới tầng thứ 10 mà thôi. Muốn tu luyện được 12 tầng, cho dù cậu có một gốc cây cổ thụ hồn nguyên hoàn chỉnh cũng không đủ. Thần quân Chu Tước cười khổ nói. Đường Tuấn cảm thấy rùng mình. Cổ thụ hồn nguyên, đó là một loại cây cực kỳ hiếm thấy, là chí bảo tu luyện sức mạnh linh hồn. Người tu hành tu luyện cơ thể và pháp lực phần lớn đều dựa vào linh khí trời đất, nhưng linh hồn thì khác. Tu luyện linh hồn phổ biến nhất chính là hấp thu sức mạnh hồn nguyên. Mà sức mạnh hồn nguyên cũng không tồn tại trong trời đất, mà tồn tại trong hư không. Trừ khi có phương pháp đặc biệt, nếu không người tu hành gần như rất khó thu được. Đây cũng là chỗ khó nhất trong tu luyện linh hồn, mà cổ thụ hồn nguyên lại dựa vào hấp thu sức mạnh hồn nguyên trong hư không mà trưởng thành. Gỗ hồn nguyên chẳng qua là một phần rất nhỏ của cổ thụ hồn nguyên. Đáng tiếc cổ thụ hồn nguyên theo lịch sử của tinh vực Chu Tước thì từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện được mấy cây, nếu như xuất hiện cũng đều là không trọn vẹn. Còn tinh vực Chu Tước bây giờ thì càng chưa ai từng nghe nói phát hiện được cổ thụ hồn nguyên. Ngay cả một hạt cổ thụ hồn nguyên cũng không đủ để tu luyện, có thể đoán ra muốn luyện 12 khải thần pháp được 12 tầng khó bao nhiêu.
Còn tòa tháp luyện hồn này, nếu cậu đạt đến tầng thứ 6, vậy thì sẽ thuộc về cậu, chẳng qua lấy thực lực của cậu bây giờ còn chưa thể khống chế tháp luyện hồn, chớ nói chi là mang đi. Trước tiên cậu luyện hóa chìa khóa đó, sau khi luyện hóa chắc có lẽ có thể điều khiển được một phần nhỏ của tháp luyện hồn. Chương 2414 mà lúc này bên ngoài tháp luyện hồn. Nguồn sức mạnh này, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Nguồn sức mạnh này vậy mà giống như đúc sức mạnh Tiểu Thanh truyền cho anh. Anh suy nghĩ chốc lát rồi chợt cười tự giễu, mình sớm nên nghĩ tới, Tiểu Thanh có thể tăng cường sức mạnh linh hồn của mình, năng lượng truyền cho mình ấy có lẽ chính là sức mạnh hồn nguyên. Trước đây anh từng suy đoán, nhưng anh chưa từng tiếp xúc sức mạnh hồn nguyên, cho nên không thể xác định. Bây giờ thông qua 12 khải thần pháp hấp thu sức mạnh hồn nguyên trong hư không, Đường Tuấn lập tức nhận ra nguồn sức mạnh này giống như đúc thứ sức mạnh Tiểu Thanh truyền cho anh. Chẳng qua 12 khải thần pháp hấp thu sức mạnh hồn nguyên cũng chậm quá. Đường Tuấn cau mày. 12 khải thần pháp chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là vồ lấy sức mạnh hồn nguyên từ trong hư không, giai đoạn thứ hai là luyện hóa sức mạnh hồn nguyên lấy được. Chẳng qua tốc độ lợi dụng 12 khải thần pháp lấy được sức mạnh hồn nguyên từ trong hư không thật sự chậm hơn tốc độ Tiểu Thanh truyền cho anh, nếu như tu luyện 12 khải thần pháp một tiếng có thể hấp thu 10 đơn vị sức mạnh hồn nguyên, như vậy một tiếng Tiểu Thanh có thể truyền cho anh 100 đến 200 đơn vị sức mạnh hồn nguyên, cách biệt 10 đến 20 lần. Nhưng lợi dụng sức mạnh hồn nguyên Tiểu Thanh truyền cho thì không cao bằng 12 khải thần pháp. Đường Tuấn rất nhanh đã nghĩ đến một cách, lợi dụng Tiểu Thanh bắt lấy sức mạnh hồn nguyên. Sau đó lợi dụng 12 khải thần pháp để luyện hóa, kết hợp hai cái, tốc độ tu luyện linh hồn sẽ tăng lên nhiều. Đường Tuấn vận chuyển 12 khải thần pháp một lần, sau khi trong lòng có hướng tu luyện đại khái, lúc này anh mới cầm lấy khố gỗ hồn nguyên và chìa khóa này. Trước tiên luyện hóa chìa khóa rồi nói, còn gỗ hồn nguyên chờ mình ra ngoài rồi luyện hóa. Trong lòng Đường Tuấn có dự tính, nếu như tăng cường nhiều sức mạnh linh hồn quá chỉ sợ sẽ khiến người khác hoài nghi. Mà lúc này bên ngoài tháp luyện hồn, Mộ Thanh còn đang chờ đợi, cô ấy nhìn tầng thứ sau của tháp luyện hồn. Ánh sáng nơi đó vẫn không sáng lên, chứng tỏ Đường Tuấn vẫn ngừng lại trong tầng thứ sau. Cho dù không lên được tầng thứ 7, anh Dược Anh cũng rất lợi hại rồi. Mộ Thanh khá kiêu ngạo, giống như người lên đến tầng thứ 6 chính là mình. Không ngờ thánh nữ còn là một hạt giống si tình, đúng lúc này có tiếng trêu tức bỗng nhiên vang lên. Mộ Thanh khẽ thay đổi sắc mặt, cô ấy quay đầu nhìn về nơi phát ra, chỉ thấy Nguyên Bằng chắp hai tay sau lưng, ông ta vô cùng thản nhiên đi về phía này. Ông ta ngẩng đầu nhìn tháp luyện hồn, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, không ngờ Dược Đường lại lên được tầng thứ sau. Có điều cũng chấm dứt ở đây thôi. Mộ Thanh nói, đại trưởng lão, thần đình xâm lược, ông không đi giúp đỡ mà tới đây làm gì. Lúc nói chuyện, cô ấy nghiêng người chắn giữa Nguyên Bằng và tháp luyện hồn. Nguyên Bằng cười nói, chính là tôi thông báo thần đình, sao tôi có thể đi giúp chứ? Sắc mặt Mộ Thanh vẫn bình tĩnh, nụ cười của Nguyên Bằng mang theo vẻ đắc ý, xem ra ông cũng đã đoán được. Tránh ra đi, ông không ngăn được tôi, ngoan ngoãn giao tháo luyện hồn cho tôi. Đừng hòng, Mộ Thanh cắn răng thúc giục pháp lực cảnh giới hợp thể, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nguyên Bằng thấy thế, không nhịn được lắc đầu nói, cô cũng thật ngây thơ. Chỉ dựa vào một mình cô với tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cô cảm thấy có thể ngăn được tôi. Chương 2415 lại dám đánh lén lão phu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay ông tay bắt một cái trong hư không. Một bàn tay màu xám chu vi nửa dặm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chộp Mộ Thanh trong lòng bàn tay. Cho dù Mộ Thanh thúc giục pháp lực kiểu gì cũng không thể tránh thoát. Chênh lệch của cảnh giới động hư và cảnh giới hợp thể thực sự quá to lớn. Mộ Thanh ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nguyên Bằng bắt giữ Mộ Thanh trong không trung, cười lạnh, nếu như không phải hậu bối nhà họ Nguyên tôi coi trọng cô, bây giờ lão phu đã có thể giết cô. Sắc mặt Mộ Thanh đỏ chót, nhưng cô ấy chỉ có thể nhìn Nguyên Bằng đi về phía tháp luyện hồn. Nguyên Bằng đi tới trước tháp luyện hồn, trên tay ông ta đánh ra từng đạo pháp lực hòa vào bốn phía, tháp luyện hồn chấn động theo, dường như muốn chui lên từ dưới đất, ông ta cười nói, ông lão Đan Thanh. Tôi còn cần cảm ơn ông đã mở ra tháp luyện hồn, nếu không cho dù tôi hóa giải những phong ấn bên ngoài này cũng không lấy được. Ông ta nhìn tầng cao nhất của tháp luyện hồn, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, gỗ hồn nguyên, còn có chìa khóa kho tàng bí mật của thần quân Chu Tước đều là của tôi rồi. Khi từng phong ấn xung quanh hóa giải, mặt đất bắt đầu nứt ra từng khe hở, giống như mạng nhện lan tràn khắp bốn phía.
Tháp luyện hồn dần dần nâng lên, giống như có một bàn tay khổng lồ rút nó ra. Ha ha ha, tháp luyện hồn sắp là của tôi rồi, còn có ai có thể ngăn tôi? Lão quỷ đan thanh, ông vẫn thua rồi. Nguyên Bằng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ông ta càng ngày càng đắc ý. Nhưng mà ông ta vừa dứt lời, tháp luyện hồn đã xảy ra sự thay đổi kỳ lạ. Tháp luyện hồn vốn dĩ đã lên tới giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, sau đó thay đổi vị trí, chậm chậm chuyển động rồi ngừng trên đỉnh đầu Nguyên Bằng. Ầm ầm. Cả tháp luyện hồn từ giữa không trung hạ xuống, trong nháy mắt nện trên mặt đất, bụi mù ngập tràn. Tiếng cười càn rỡ của Nguyên Bằng trở nên im bặt. Bàn tay lớn màu xám vốn dĩ bắt lấy Mộ Thanh bỗng nhiên biến mất, Mộ Thanh rơi xuống mặt đất, cô ấy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, lẩm bẩm nói, lẽ nào tháp luyện hồn sinh ra linh trí rồi? Ai, lại dám đánh lén lão phu? Trong bụi mù dày đặc, giọng nói tức giận của Nguyên Bằng truyền ra từ bên trong. Ầm ầm. Tháp luyện hồn nhanh chóng bay lên, sau đó lại nện xuống. Nguyên Bằng mới vừa nói đã câm như hến, ông ta bị cả tòa tháp luyện hồn đè lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hét thảm mơ hồ của ông ta. Bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một vệt sáng bắn ra từ trong bụi mù, rõ ràng là Nguyên Bằng. Chỉ là lúc này Nguyên Bằng vô cùng chật vật, rối bù, khóe miệng ông ta còn dính máu. Ông ta khiếp sợ nhìn tòa tháp luyện hồn kia trôi nổi giữa không trung, kèm theo sự khó hiểu. Tháp luyện hồn là vật vô chủ, hơn nữa không có linh khí tồn tại. Cho nên ông ta mới dám mạnh mẽ thu lấy, có lẽ vừa nãy tháp luyện hồn giống như có ai đang thao túng nên mới nện ông ta đến thất điên bát đảo. Chương 2416 vẫn không thể leo lên tầng thứ 7 sao? Ai ngờ ông ta vừa nói xong thì tháp luyện hồn đã bẩy thẳng tới nện ông ta. Gương mặt Nguyên Bằng tối sầm, ông ta thúc giục pháp lực, muốn lần nữa mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này của tháp luyện hồn. Quỳnh! Một người một tháp va vào nhau. Chỉ rằng co trong khoảnh khắc, cánh tay và quần áo của Nguyên Bằng đều nứt toạt ra, máu tươi phun trào, cả người ông ta bay ngược ra ngoài. Phá tháp này, trong lòng Nguyên Bằng tức giận, ông ta vốn tưởng rằng lấy tháp luyện hồn nhất định vô cùng thuận lợi, nhưng bây giờ lại đụng phải như vậy. Còn nện xuống như vậy, mình cũng sẽ bị thương nặng. Ánh mắt Nguyên Bằng lấp lóe. Nguyên Bằng, ông lấy được tháp luyện hồn chưa? Tên già đan thanh phát điên rồi, tôi sắp không ngăn được ông ta rồi. Lúc này giọng nói của Huyền Linh truyền vào trong tai Nguyên Bằng. Nguyên Bằng cười khổ nói, ông còn có thể chống đỡ một lát nữa không? Tháp luyện hồn này có hơi khó đối phó, tôi bị nện 3 lần rồi. Phía bên kia im lặng trong chốc lát, Huyền Linh mới trầm giọng nói, Nguyên Bằng, ông đang nói linh tinh gì thế? Giọng nói mang theo sự tức giận kiềm nén. Nguyên Bằng có nỗi khổ khó nói, ông ta ngượng ngùng nói, tôi nói thật. Ông ta nhìn về phía trước, chỉ thấy tháp luyện hồn lại nện về phía ông ta. Lần này Nguyên Bằng cũng không dám cứng đối cứng nữa, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hơn nữa ông ta biến tình cảnh này thành hình ảnh bằng phép truyền cho Huyền M. Huyền Linh bên kia im lặng một lát, cuối cùng ông thở dài nói, lui lại đi. Nguyên Bằng không cam lòng nhìn tháp luyện hồn, cuối cùng ông ta chỉ có thể gật đầu. Ông ta không dám trì hoãn, nếu không ông lão đan nhân mà trở về, ông ta cũng sẽ không đi được. Chờ sau khi Nguyên Bằng rời khỏi, tháp luyện hồn mi lần nữa trở về vị trí ban đầu. Mộ Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong tháp luyện hồn, Đường Tuấn hộc máu một trận nói, cảnh giới động hư quả nhiên lợi hại. Vừa nãy chính là anh đã điều khiển tháp luyện hồn nện xuống Nguyên Bằng, tuy rằng hiệu quả không tệ, nhưng lấy tu vi bây giờ của anh điều khiển tháp luyện hồn vẫn miễn cưỡng quá. Sức mạnh của Nguyên Bằng bị tháp luyện hồn làm yếu bớt dần, nhưng vẫn làm anh bị thương. Chẳng qua tháp luyện hồn quả thực bất phàm, mình dựa vào tháp luyện hồn lại có thể ngăn cản cường giả cảnh giới động hư. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dục dịch. Ngoài tháp, Mộ Thanh, ông lão Đan Thanh và một đám trưởng lão đang đợi. Bọn họ nhìn thấy Đường Tuấn đi ra, hai người đều có hơi mất mát. Vẫn không thể leo lên tầng thứ 7 sao? Có điều bọn họ cũng không phải người bình thường, bọn họ lập tức điều chỉnh xong trạng thái. Trên mặt ông lão Đan Thanh lộ ra ý cười, Dược Đường, cậu lại leo lên 6 tầng, thực sự khiến chúng tôi khó tin. Mộ Thanh cười nói, anh Dược, chúng mừng anh đã phá kỷ lục của tôi. Các trưởng lão khác cũng dồn dập tán thưởng, trong mắt bọn họ.
cho dù Dược Đường không thể leo lên tầng thứ 7 thì cũng mạnh hơn bọn họ nhiều rồi, là đối tượng đáng kết giao. Chương 2417, tôi cũng đồng ý. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tôi ở bên trong cảm thấy cả tòa tháp đều bay lên. Đường Tuấn tò mò hỏi. Anh đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng để che giấu bí mật bản thân điều khiển tháp luyện hồn, anh nhất định phải hỏi như vậy. Ông lão Đan Thanh thở dài nên nói ra sự việc, vẻ mặt ông ta lạnh lẽo, Nguyên Bằng bỏ trốn, kể cả một vài người quan trọng nhà họ Nguyên cũng mang đi, khiến sức mạnh trung kiên của Độc Cô Cung ta lập tức giảm đi hai phần. Thực sự đáng chết. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, may mà cậu đúng lúc ở trong tháp luyện hồn, nếu không chỉ sợ cũng trúng thủ đoạn âm hiểm của ông ta. Rất nhiều trưởng lão đều có chút tức giận, có điều trong lòng lại có một tí vui mừng. Nguyên Bằng và nhà họ Nguyên vừa đi, rất nhiều chức vị của Độc Cô Cung lập tức bị bỏ trống, bọn họ có hy vọng lấy được. Về việc sắp xếp sau này của Độc Cô Cung, nhất định phải sắp xếp một tí. Ông lão Đan Thanh trầm giọng nói. Một đám người trở về cung. Đầu tiên khiến người ta quan tâm nhất chính là chức đại trưởng lão. Ông lão Đan Thanh nói, bây giờ Dược Đường cũng xem như là trưởng lão sảnh trong, hơn nữa còn leo lên đến tầng thứ 6 của tháp luyện hồn, vậy cứ để anh ta tiếp nhận chức đại trưởng lão sảnh trong đi. Các ông có ý kiến không? Rất nhiều trưởng lão cũng sửng sốt, dù sao Dược Đường mới vừa gia nhập Độc Cô Cung không bao lâu, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng muốn trở thành đại trưởng lão sảnh trong, sợ rằng tư cách và lý lịch còn chưa đủ. Đây là thứ Mộ Thanh vừa giao cho tôi, các ông nhìn thử. Ngón tay ông lão Đan Thanh búng một cái, trên không trung hiện ra một cảnh tượng, chính một màn Đường Tuấn chữa trị cây cổ thụ trong phủ Ly Thanh kiếm kia. Mấy trưởng lão mới đầu còn không xem là chuyện to tát, nhưng khi thấy y thuật cuối cùng Đường Tuấn giảng giải, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt cân nhắc. Từ trong sự giảng giải của Đường Tuấn, bọn họ có vài người cũng thu được không ít. Các trưởng lão rất nhanh đã xem xong. Dược Đường trở thành đại trưởng lão sảnh trong, tôi không có ý kiến. Tôi cũng đồng ý. Mấy trưởng lão sảnh trong cũng phát biểu cái nhìn của mình. Đến cuối cùng, hầu như phần lớn trưởng lão sảnh trong cũng đồng ý cho Đường Tuấn trở thành đại trưởng lão sảnh trong. Nếu như vậy thì tôi tuyên bố, Dược Đường sẽ trở thành đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung. Chờ vài ngày sau khi kết thúc sát hạch trưởng lão sảnh ngoài sẽ lại cùng nhau thông báo xuống toàn phái. Ông lão Đan Thanh nói. Trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Dược Đường trở thành đại trưởng lão Độc Cô Cung, sau này cũng có thể giúp đỡ Mộ Thanh. Ông ta lấy ra một khối đá xanh biếc óng ánh rồi đưa cho Đường Tuấn nói, đây là hồn thạch, mỗi một đệ tử đi ra từ tháp luyện hồn đều có thể có được một khối. Trong hồn thạch là sức mạnh hồn nguyên, có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh linh hồn của cậu. Cậu thận là đại trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung tôi, chút tu vi ấy có thể không đáng chú ý. Nhanh chóng đột phá cấp 8 hay tới cảnh giới hợp thể đi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng cười ha ha, chỉ sợ Đường Tuấn là đại trưởng lão sảnh trong có tu vi thấp nhất từ trước đến nay. Ở một nơi nào đó trong tinh vực Chu Tước. Chương 2418, số lượng ít như vậy à? Nguyên Bằng, ông đúng là phế vật mà. Huyền Linh nghiêm nghị nói, thần đình chúng ta chủ tính lâu như vậy, thế mà bởi vì ông mà thất bại. Trong lòng Nguyên Bằng vô cùng bực bội, vốn tất cả mọi thứ đang tốt đẹp. Ai mà nghĩ đến tháp luyện hồn thế mà chủ động tấn công ông ta chứ? Đến bây giờ ông ta cũng chưa suy nghĩ được tại sao đây này. Mắng xong vài câu, lúc này Huyền Linh mới nói, ông chắc chắn tên quỷ nhỏ gọi là Dược Đường kia không đi lên tầng thứ 7 chứ? Nguyên Bằng gật đầu nói, tôi chắc chắn. Lúc đấy tôi nhìn rõ lắm, tháp luyện hồn chỉ có 5 tầng đầu là có ánh sáng. Ông ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lúc đấy tôi ở bên ngoài công kích, đoán chứng cậu ta sợ hãi. Trốn ở trong tháp luyện hồn không dám đi ra. Chờ sau khi tôi rời đi, cậu ta mới dám ra. Khi cậu ta rời khỏi tháp luyện hồn thì tầng thứ 6 vẫn không sáng lên như cũ. Mặc dù Nguyên Bằng rời khỏi Độc Cô Cung, nhưng trong Độc Cô Cung, ông ta vẫn có không ít các con đường tin tức. Chuyện Đường Tuấn ra khỏi tháp luyện hồn cũng không giấu giếm được ông ta. Huyền Linh trầm giọng nói, nếu như vậy, tên nhóc này không đáng giá để chúng ta lãng phí thời gian. Trải qua chuyện lần này, chỉ sợ chúng ta rất khó tìm được cơ hội ra tay với Độc Cô Cung nữa. Chuyện tiếp theo cứ chờ đến Vạn Tiên Hội đi. Mà ở trong Hoàng Cung của Vương Triều Chu Tước, thần đế cũng vừa nhận được tin tức từ Độc Cô Cung. Thanh Trần, Dược Đường leo lên tầng thứ 6 của tháp luyện hồn, còn trở thành đại trưởng lão sảnh trong.
con giúp ta chuẩn bị một phần quà tặng chúc mừng cậu ta đi. Trên mặt thần đế lộ ra ý cười. Ông ta nghĩ thầm trong lòng, xem ra ánh mắt Thanh Trần không tồi, nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn không leo lên được tầng thứ 7. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 nhìn như chỉ kém một tầng, nhưng đối với đám người thần đế biết bí mật của luyện hồn tháp mà nói, đây giống như cách biệt giữa trời với đất. Cho nên, dù Đường Tuấn leo đến tầng thứ 6 nhưng cũng chưa đủ tư cách khiến cho thần đế chính thức công nhận, cùng lắm ông ta chỉ thừa nhận Đường Tuấn có tư cách phụ tá Ly Thanh Trần mà thôi. Về phần Ly Thanh Trần, sau khi biết tin tức này vô cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn đi Độc Cô Cung, thần đế đã truyền ra ý chỉ, lập anh ta làm thái tử giám quốc, đợi 100 năm nữa anh ta sẽ là vị thần đế tiếp theo. Không biết anh Dược và cô Mộ Thanh có tiến triển gì không? Lửa bát quái trong lòng Ly Thanh Trần thiêu đốt hừng hực, anh ta gấp gáp muốn đi xem thử một chút. Trong tu viện ở Độc Cô Cung, Đường Tuấn cầm trong tay một viên ngọc màu xanh biếc. Viên ngọc này chính là đá linh hồn mà ông lão Đan Thanh ban cho anh. Đá linh hồn, tên như ý nghĩa, là thứ dùng để tăng cường hồn lực. Nắm đá linh hồn trong tay, Đường Tuấn có thể cảm nhận được linh hồn anh đang run lên. Linh hồn anh đang ở thời khắc đột phá quan trọng, cần bổ sung một lượng hồn lực khổng lồ. Đá linh hồn so với linh thạch thì chân quý hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Theo như lời Mộ Thanh nói, hiện nay số lượng đá linh hồn Độc Cô Cung tích lũy chỉ sợ không đến 100 viên. Trưởng lão và đệ tử Độc Cô Cung muốn lấy đá linh hồn chỉ có thể dựa vào việc lập công lớn mới được. Một viên đá linh hồn này tùy ý cũng bán được một cái giá lên trời chừng mấy ngàn linh thạch cực phẩm, nếu gặp được người tu hành cần gấp còn có thể lên đến hàng triệu. Xem ra đồ vật giúp tăng trưởng linh hồn ở tinh vực Chu Tước rất khan hiếm rồi. Đường Tuấn nghĩ thầm. Tâm tư Đường Tuấn vừa động, vận chuyển khải thần 12 pháp, theo đó, lực hồn nguyên trong đá linh hồn giống như dòng nước chảy xuôi đi vào bên trong linh hồn Đường Tuấn. Hồn lực Đường Tuấn theo đó mà tăng lên từng chút một, tốc độ còn nhanh hơn so với lực hồn nguyên được Tiểu Thanh truyền lại. Nhưng nó chỉ kéo dài chừng 10 hơi thở, luồng lực hồn nguyên này đã biến mất. Đá linh hồn trong tay Đường Tuấn biến thành bột phấn màu xám. Số lượng ít như vậy à? Đường Tuấn ngạc nhiên. Mặc dù nhanh thật nhưng đúng là rất ít, còn chưa đủ cho anh đột phá. Chương 2419 tiếp theo là tầng thứ 2. Thử dùng gỗ hồn nguyên xem sao. Vẻ mặt Đường Tuấn cứng lại. Anh đã luyện hóa hoàn toàn tu viện này, bên ngoài lại có đến mười mấy trận pháp ngăn cách được khởi động, hơn nữa có Tiểu Thanh ở đây. Cho dù là người tu hành cảnh giới động hư đến điều tra anh cũng có thể phát hiện được. Cho nên anh có thể yên tâm mà hấp thu gỗ hồn nguyên. Gỗ hồn nguyên được anh lấy ra một lần nữa, loại cảm giác run rẩy từ trong linh hồn càng thêm mãnh liệt. Tay Đường Tuấn cầm gỗ hồn nguyên, anh tiếp tục vận chuyển khải thần 12 pháp, bắt đầu hấp thu lực hồn nguyên trong gỗ hồn nguyên. Một lượng lực hồn nguyên càng khổng lồ hơn so với trong đá linh hồn trước đó, ồ ạt đổ vào bên trong linh hồn Đường Tuấn. Anh giống như lữ khách khát khô trên sa mạc không biết bao lâu bỗng nhiên được uống nước, Đường Tuấn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng sảng khoái từ linh hồn tràn đến toàn thân, lực lượng linh hồn của anh tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh Đường Tuấn tu luyện đến tầng thứ nhất của khải thần 12 pháp. Tiếp theo là tầng thứ hai. Thời điểm chạm đến tầng thứ hai, trong linh hồn phát ra một tiếng tách giòn vang, giống như thanh âm hạt giống nảy mầm. Giờ khắc này, lực lượng linh hồn Đường Tuấn đạt đến 7 phẩm như nước chảy thành sông không gặp trở ngại gì. Tuy rằng Đường Tuấn nhắm mắt lại nhưng anh đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, thế giới trước mắt tựa hồ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lực lượng linh hồn của Đường Tuấn còn tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã đột phá tầng thứ 3 của khải thần 12 pháp, tương đương với 7 phẩm trung kỳ. Có gỗ hồn nguyên ở đây, anh tu luyện khải thần 12 pháp nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà lúc này Đường Tuấn cảm nhận được một cơn đau đớn vô cùng từ thân thể truyền đến. Anh mở mắt ra, phát hiện trên người nứt ra từng vết thương một, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Gì thế này, Đường Tuấn giật mình. Nhất thời anh hiểu được, cười khổ nói, hiện giờ linh hồn của mình quá mạnh, đã đạt đến cực hạn mà thân thể và nguyên anh có thể chịu đựng được. Nếu mình tiếp tục tu luyện, chỉ sợ thân thể sẽ vỡ vụn còn lại có linh hồn. Người khác muốn tu luyện linh hồn rất khó, nên linh hồn không theo kịp tu vi của thân thể, còn anh thì ngược lại, tu luyện linh hồn còn vượt qua tu vi thân thể luôn. Đường Tuấn nhìn gỗ hồn nguyên còn hơn một nửa trong tay chỉ có thể cười khổ. Anh cất hồn nguyên mộc đi, bỗng nhiên sắc mặt Đường Tuấn thay đổi.
Tiểu Thanh trong linh hồn còn đang không ngừng mà truyền lực hồn nguyên cho anh. Không ổn, sắc mặt Đường Tuấn lại biến đổi. Anh ra lệnh cho Tiểu Thanh dừng lại, nhưng hiển nhiên Tiểu Thanh không có ý định dừng. Đối với phương pháp châm cứu thần bí, anh còn rất nhiều chỗ chưa biết. Sau khi không thể làm cho Tiểu Thanh dừng lại, Đường Tuấn vội vàng nghĩ cách, anh cũng không muốn trở thành tu sĩ đầu tiên bị lực hồn nguyên căng vỡ. Ánh mắt anh nhìn đến bột phấn màu xám trên đất, trong lòng khẽ động, nếu đá linh hồn do lực hồn nguyên ngưng tụ lại mà thành, vậy mình có thể lấy lực hồn nguyên dư thừa mà Tiểu Thanh truyền cho chuyển hóa thành đá linh hồn được không? Chương 2420, đây là vinh quang của chúng ta nha. Đá linh hồn. Đường Tuấn mừng như điên. Thế mà anh lại ngưng tụ ra được một viên đá linh hồn. Anh cẩn thận cảm nhận xuống, lượng lực hồn nguyên bên trong viên đá linh hồn này khoảng chừng 1/10 so với viên đá linh hồn lúc trước. Để nói ra thì hơi ít một chút, nhưng mà quan trọng nhất là, loại đá linh hồn này anh có thể sản xuất ra được. Có Tiểu Thanh ở đây, anh có thể sản xuất ra số lượng lớn đá linh hồn. Đối với người khác đá linh hồn vô cùng hiếm có, còn anh thì lại có thể lấy được dễ dàng. Vốn Đường Tuấn còn lo lắng để bản thân đột phá đến cảnh giới hợp thể còn cần số lượng lớn bảo vật và tài nguyên, nhưng từ khoảng khắc này trở đi, anh đã không cần phải lo lắng nữa. Có Tiểu Thanh, tương đương với anh có được nguồn đá linh hồn vô tận. Mà dựa theo giá cả thị trường, một viên đá linh hồn được Tiểu Thanh ngưng tụ ra, ít nhất có thể đổi được 500 vạn linh thạch cực phẩm. Chỉ cần lợi dụng năng lực này, Đường Tuấn cảm giác không bao lâu nữa mình có thể giàu ngang với một quốc gia, trở thành kẻ có tiền nhất trong tinh vực Chu Tước. Đương nhiên việc ngưng tụ hồn thạch phải tiến hành ở dưới tình huống không ảnh hưởng đến tiến độ tu vi của bản thân anh. Anh liên tục ngưng tụ ra 10 viên đá linh hồn, thấy Tiểu Thanh có vẻ mệt mỏi, mới bắt đầu dừng lại. Đường Tuấn nhìn 10 viên đá linh hồn trước mặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, tiếp theo mình chỉ cần tìm cơ hội đổi số đá linh hồn này thành linh thạch, hơn nữa cũng phải sửa chữa thần tàng quyết nữa. Thần tàng quyết là công pháp anh ngộ ra từ núi Yên Tử. Anh tu hành một đường đến nay, không thể không kể đến công lao của thần tàng quyết. Nhưng đến cảnh giới hiện tại, tuy rằng anh còn có thể tiếp tục tu luyện thần tàng quyết, nhưng tiến độ có chút không theo kịp. Nhưng anh cũng không định từ bỏ thần tàng quyết mà chuẩn bị sửa chữa hoàn thiện nó. Nếu như là người khác, muốn sửa chữa hoàn thiện một bộ công pháp có lẽ rất khó. Nhưng trong cơ thể anh có tiên thiên thần văn thông suốt, trong đó còn có hai chữ hỗn độn. Có được một cái tiên thiên thần văn, đủ để cho người ta bước thẳng trên đường lớn, tránh được rất nhiều đường vòng, càng đừng nói số tiên thiên thần văn anh có được không chỉ một cái. Chắc cũng đến thời gian rồi, mình nên đi ra ngoài thôi. Đường Tuấn duỗi thẳng lưng đi ra bên khỏi tu viện. Anh tu hành mất hơn nửa tháng, sợ rằng khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài cũng đã xong. Lúc này trong một quảng trường Độc Cô Cung, Quý Đồng và 5-6 vị y sư đứng song song cùng một chỗ, trên mặt anh ta mang theo ý cười. Cuối cùng cũng thông qua khảo hạch, Dược Đường đã không có cách gì chèn ép mình nữa. Nắm tay Quý Đồng nắm chặt. Trải qua mấy ngày kiểm tra khảo hạch, cuối cùng anh ta cũng trở thành trưởng lão sảnh ngoài. Người chủ trì khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài là một vị trưởng lão sảnh trong, ông ta quét mắt nhìn mấy người Quý Đồng một cái, cất cao giọng nói, chúc mừng mọi người trở thành trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Đợi một lát nữa đại trưởng lão sẽ tự mình phát lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài cho mọi người, hiện tại mọi người có thể đi nghỉ ngơi một lát. Trưởng lão sảnh trong vừa mới nhận được tin tức, Đường Tuấn vừa xuất quan, đang trên đường đến đây. Mấy người Quý Đồng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thế mà để đại trưởng lão tự mình phát lệnh bài cho chúng ta, đây là vinh quang của chúng ta nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2420.